Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là dự án thu hút nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian dài qua và hiện dự án đang trong giai đoạn chạy thử toàn hệ thống để đánh giá an toàn. Và đây là bước chạy đá quan trọng để công trình này khai thác thương mại rồi bàn giao cho thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay các hạng mục như là nhà ga của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Và liệu chúng ta đã có thể yên tâm với dự án tai tiếng này hay chưa? Thì trong chuyện tối nay ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia quy hoạch giao thông đô thị, tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm để bàn về vấn đề này. À, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông đó là như chúng ta đã biết thì vào ngày 12 tháng 12 thì tuyến đường sắt của khu đô thị Cát Linh Hà Đông cũng đã bắt đầu cái quá trình chạy thử trước khi đưa vào vận hành chính thức. Vậy thì dưới góc độ là một người dân thì ông xin được chia sẻ cảm xúc cá nhân về thông tin này ạ. Ừ, trước hết là với góc độ một cái người dân nhưng dạ. đồng thời cũng là một cái người đã từng tham gia quản lý dạ. thì có thể nói cảm xúc đầu tiên tức là rất vui mừng vì đã có quyết định này. Tôi muốn nói thế bởi vì cái dự án đường sắt Hà Đông Cát Linh này là một cái dự án mà đã được đề cập đến vào khoảng 20 năm nay rồi. Đã triển khai, đã bàn đến rồi. Trong cái quy hoạch chung của Hà Nội năm 1998 đã nêu cái tuyến đường sắt này rồi và Hà Nội đã cử những cái đoàn để đi nghiên cứu bàn về tuyến đường sắt đến quy hoạch chung 2011 qua cái sự kiện mở rộng Hà Nội một lần nữa lại bàn nữa và đặc biệt là cái quyết định về giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội năm 2016 mà Thủ tướng phê duyệt có những cái đặc biệt như trong đó có nêu tầm quan trọng của cái tuyến đường sắt này như vậy tức là phải nói định hướng đã có lâu nhà nước thành phố và người dân đều mong chờ cái dự án này trên cái hiện tượng mà chạy thử này phải nói là một tín hiệu đáng mừng vâng. nhưng mà tất cả thì tôi cho là mừng nhưng cũng phải xem xét giai đoạn tới nó như thế nào vâng Đúng là chúng ta cần phải xem xét bởi vì, vì rõ ràng là như ông chia sẻ đó là cái dự án này chúng ta đã ấp ủ từ rất là lâu rồi à. và kể cả cái công đoạn mà chúng ta chuẩn bị cũng khá lâu rồi. thế nhưng mà tuyến đường sắt này thì vẫn bị chậm tiến độ à. vậy thì theo ông ông có thể chia sẻ lý do khi mà nó chậm tiến độ như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giao thông công cộng tại thủ đô hà nội nói riêng và giao thông công cộng trên cả nước nói chung ạ? Trước hết ta phải nói về đến giao thông của Hà Nội đã. Dạ. Bởi vì cái vai trò của các cái tuyến đường sắt đô thị là một vai trò rất quan trọng. Bởi trong kinh nghiệm của tất cả các nước phát triển, khi các đô thị đã trên một triệu dân thì bao giờ cũng phải có cái giao thông công cộng. Mà giao thông công cộng của thời đại hiện nay, chứ chưa nói đến cái thời đại cách mạng 4.0 đâu, là phải có tuyến đường sắt đô thị. Thì đấy là một cái yếu tố quan trọng. Thế thì ở đây chính vì cái chỉ tiêu mà giao thông công cộng chúng ta không đạt được như mong muốn chính là một phần vì thiếu những cái phương thức tổ chức giao thông công cộng quanh quần chúng ta chỉ có xe buýt tiến lên một tí là xe buýt nhanh và rồi lại coi các cái xe uh, tư nhân cũng lại là một cái vận tải công cộng nhưng trong đó cái chủ yếu nhất cái mà chúng ta kỳ vọng nhất cái mà các đô thị của các nước người ta đã làm được là đường sắt đô thị thì đến bây giờ phải nói là cái chúng ta mới triển khai thì như vậy yếu tố kết nối giao thông là yếu tố quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề ở đây là vấn đề tạo ra một cái phương thức hiện đại để bảo vệ môi trường. Dạ. Thì đấy là một cái yêu cầu quan trọng. Và cái thứ ba nữa mà tôi cho là cái rất quan trọng trong cái cái cái, cái phát triển cái đường sắt đô thị này là chúng ta phải nói đến cái vấn đề tạo cái thuận lợi cho người dân. Và đây cũng là một trong những giải pháp để phát triển kinh tế xã hội để các đô thị nói chung hà nội nói riêng với tuyến đường sắt này sẽ tiến dần tới một cái đô thị xanh đô thị thông minh và sẽ tiếp tục giữ được cái tốc độ phát triển như vậy có thể nói là cái tuyến đường sắt đô thị này nó tác động rất nhiều đến vấn đề nó không phải chỉ kết nối giao thông nó còn đạt được tới các cái cân đối lực lượng của các cái giao thông hạn chế bớt phương tiện giao thông cá nhân đi và đặc biệt nó sẽ là tiền đề thêm để cho chúng ta phát triển kinh tế văn hóa xã hội vâng ạ rõ ràng là đường sắt đô thị có nhiều những cái lợi ích đến như vậy và à. chúng ta cần phải phát triển nó trong tương lai để đạt được những cái lợi ích như ông vừa chia sẻ à. thế nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng trong thực tế trong quá trình thử nghiệm thì chúng ta đã thấy là có rất là nhiều những cảnh báo đến từ các cơ quan của pháp và cùng với đó là cũng có một thực trạng là có nhiều những cái tuyến đường sắt rõ ràng là không chở khách nhưng vẫn đến ga muộn từ 1 đến 2 phút. Vậy thì ông có nghĩ rằng là cái việc mà rủi ro trong khi mà chạy thử nghiệm như vậy là điều dễ xảy ra và chúng ta có thể thông cảm được không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái chạy thử nghiệm chúng ta phát hiện ra ấy là một cái tín hiệu tốt. Nhưng mà vấn đề là có những vấn đề nó không phải chỉ chạy qua thử nghiệm đâu dạ. mà chúng ta cũng phải xem xét đến. Tôi cho rằng là về vấn đề này thì thành phố Hà Nội đã có một cái rất tốt rồi, nghiên cứu định hướng rồi, tức là tháng 10 năm 2020 để chuẩn bị cho chạy thử nghiệm thành phố đã có cái quyết định 25. Trong quyết định 25 này quy định các yêu cầu trong vận hành, trong duy tu bảo dưỡng và trong chạy thử. Thì như vậy vấn đề không phải chỉ là thấy chậm giờ, không phải chỉ một số tồn tại xuống cấp của ga mà tôi cho rằng một trong cái khung pháp lý chúng ta cần phải thủ là cái quyết định âm nhau của thành phố. Dạ. Nói rộng ra thì ở đây có năm cái yếu tố chung của cái tuyến đường sắt chúng ta phải xem. Cái thứ nhất tức là vấn đề kỹ thuật của cái đường sắt này có đúng như chúng ta thiết kế không cái yêu cầu thứ hai tôi cho cũng rất cần đấy, là vấn đề kết nối với cái giao thông dạ. kết nối giao thông ở đây thì gồm có giao thông đường bộ rồi các nhà ga rồi các cái tuyến xung quanh và đặc biệt thứ một yếu tố nữa mà chúng ta ít quan tâm đến đó là yếu tố không gian kiến trúc cảnh quan đô thị bởi vì những cái tuyến đường sắt chạy vào trung tâm đặc biệt là cái tuyến cát linh hà đông này đi qua một cái khu nội đô đã có từ hàng ngàn năm nay trong đó cái hệ thống di tích rất nhiều dạ. trong đó nhà ở người ta đã xây từ lâu rồi trong đó không gian kiến trúc cũng đã được hình thành rồi với những công trình cả cao tầng và cả những công trình thấp tầng rồi cảnh quan cây xanh hồ nước tôi nói thí dụ như ở đây nó chạy qua cả với khu vực hồ ở chỗ xã đàn chẳng hạn dạ. thì như vậy cái yếu tố thứ ba tôi cho là phải xem xét yếu tố cảnh quan đặc biệt là vấn đề đừng làm ảnh hưởng tới các di tích đây là yếu tố Chúng ta ít quan tâm đến nhưng mà cần phải xem xét nó sẽ có ảnh hưởng cái Yếu tố thứ tư nữa tức là vấn đề môi trường Bởi vì bản thân chạy ra thì môi trường như thế nào Tiếng ồn ra làm sao Đây cũng là bài học từ các nước Các nước khi được sát đô thị chạy trong nội đô Thì họ rất chú trọng với tiếng ồn để không ảnh hưởng đến người dân Đúng Bởi vì nhiều khi công dịch kiến trúc xung quanh Có cái gì, thiết bị gì, vật liệu gì để giảm âm hay không Hay là chúng ta cho chạy bình thường Và âm thanh đến mức độ nào thì đảm bảo được và thời gian nhất là cái thời gian trong cả ngày vận hành đấy thì những cái lúc không gian tĩnh vào ban đêm ấy thì nó như thế nào tức đây là vấn đề rất quan trọng và cái yếu tố thứ năm tôi cho rất quan trọng đến tức là phải xem đến cái mức độ an toàn bảo đảm đối với các công trình kiến trúc và đặc biệt nhà dân xung quanh khi quá trình định vị cái tuyến đường này thì chúng ta đã xem để cố gắng giảm thiểu bớt cái giải phóng mặt bằng nhưng mà hiện nay không phải đã giảm thiểu được hết đảm bảo khoảng cách an toàn mà còn có những cái chỗ mà chưa phải đạt như mong muốn vậy thì đây là yếu tố quan trọng thế thì vậy thì qua cái viện thiệu vừa qua thì tôi cho là quan tâm đến thứ nhất ý, là phải quyết liệt trong thực hiện cái quyết định hâm nhầm của thành phố về vận hành duy tu mà cái quyết định này vừa mới ban hành tháng 10 xong cái thứ hai là phải nhìn một cách lâu dài hơn đến năm cái yếu tố mà tôi vừa nêu lên có như thế thì đường sắt nó mới góp phần tạo lập một cái cuộc sống mới cho người dân chứ không phải là gây thêm một cái không đẹp cho người dân được. Vâng ạ, thì đấy là, là cái chúng... cần phải quan tâm. Vâng ạ, rõ ràng chúng ta đã có tới tận năm yếu tố. À. Và vậy thì thế nào khi mà trong quy hoạch đến năm 2030 thì Hà Nội sẽ có tới tận 8 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 318 km. Vậy thì từ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông này thì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm như thế nào trong việc là quản lý chặt chẽ để có thể uh, thể hiện được rõ nhất cũng như là phát huy được tối đa cái lợi ích của đường sắt đô thị ạ. Thưa ông. À, trong định hướng quy hoạch chung được duyệt 2011 ấy, và đặc biệt là trong cái quy hoạch giao thông vận tải của thủ đô Hà Nội được Thủ tướng duyệt năm 2016 ấy, thì có thể nói là đường sắt đô thị được đưa vào một cái vị trí rất cần phải quan tâm. Dạ. À, theo những cái quyết định của Thủ tướng 2016 ấy, thì chúng ta ngoài 8 tuyến ra thì nếu nói đầy đủ là phải 8 tuyến và 10 nhánh cái đường sắt đô thị như dạ. thế này. Và đặc biệt là với cái tổng chiều dài như vậy nó là vào khoảng không phải là như cái số liệu cũ nữa dạ. Mà bây giờ Thủ tướng đã mong muốn đạt tới gần 500 km tuyến vâng đường sắt đô thị Tức là phải hơn tầng 200 km vâng, phải hơn đó. nữa Thế thì ở đây phải giải quyết vấn đề gì? Thì tôi cho là như thế này à, Thực hiện được cả 8 cái tuyến mới 10 nhánh như thế này là cái việc mà còn về tầm nhìn dài nhưng trước mắt chúng ta tập trung vào hoàn thiện hai cái tuyến chúng ta đã làm, tức là tuyến 2A là Cát Linh Hà Đông và sắp tới là tuyến Nhổn Ga Hà Nội. Và Hà Nội nhân cái dịp vừa qua thì đã đưa ra thêm bốn tuyến nữa, tuyến số 1, tuyến số 3, tuyến số 5 và thêm một cái tuyến nữa là tuyến uh, Nam Thăng Long và Trần Đức vâng. nữa. Tức là rất là nhiều tuyến. Như vậy là nhiều tuyến nữa thế ở đây trước mắt ý, thì khi đưa như thế thì chúng ta cần phải xem xét càng cái gì để đảm bảo thì tôi cho rằng là với một cái dự toán của 2016 chúng ta tính nếu hoàn tất những cái tuyến đường sắt này thì cần phải khoảng là 60 tỷ đô la tức là chúng ta phải hoàn thành một cái tuyến đường rất là dài với chi phí rất là lớn nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là như ông đã chia sẻ thì cái tuyến đường sắt đô thị này nó là cực kỳ quan trọng và nó là một bước văn minh của nhân loại và cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để mang tới những cái ý kiến chia sẻ và chúng ta mong rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái tuyến đường sắt đô thị để có thể đảm bảo lợi ích của người dân một lần nữa xin được cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.